Dạ, hy vọng nó đắt nha. Đây bác về luôn. Dạ dạ. Dạ. Vui luôn, cà đảo đi. Ủa cà đó đảo chồng hả bà? À. À, đảo chồng cà pháo. Ê quên cà tím chứ, lộn. Mày vô, mày vô. Mua vô. 10.000 ký hả? Trời ơi. Cà tím 18 ngàn. Cà tím 18. Ờ, cà tím 18 ngàn. Cái 10 ngàn, 10 ngàn, 10 ngàn, 10 ngàn, 10 ngàn. Dạ. Bánh canh bán sao chị ấy? Dạ. Bánh canh chả cá hả? À rồi, cho tô đi. Bánh canh chả cá đậu Phú Quý. Dạ. Rồi, làm một tô, làm một tô. Bánh canh phần nhỏ. Wow, ớt à, nhìn đã chưa? À. Ớt này là ở đây trồng đó hả? Mà cay lắm không? Cay không hay là cay hả? Bán sao? 20.000 đồng một lạng hả? Là 200.000 đồng một ký hả? Vậy hả? Rổ này là bao nhiêu tiền? 70.000 á hả? Rồi, chào các bạn. Hiện tại là khoảng 8 giờ sáng ngày 22 tháng 1 năm 2021 ha. Và mình đang đứng trên tầng 2 của khách sạn Phương Nguyên ở số 92 Nguyễn Tri Phương, đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. Sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tham quan chợ đảo Phú Quý, chính xác là chợ xã Ngũ Phụng, chợ lớn nhất của đảo Phú Quý ha. Rồi, chúng ta cùng đi. Bầu trời hôm nay cũng không phải gọi là trong xanh lắm. Bước xuống đường các bạn, và ngay bên cạnh khách sạn. Wow, ở đây nè, trồng rau quế, ngò, rồi cải nữa. Nhìn đã quá trời luôn, đặc biệt là rau quế với ngò. Đó. Chợ xã Ngũ Phụng, đảo Phú Quý, cách đây khoảng độ mấy trăm mét thôi. Do đó mình đi bộ nha. À, màu xanh đã quá trời. Đó, ra hoa luôn. Rồi, tiếp tục đi các bạn. Đảo Phú Quý yên bình. Đây các bạn, đây là chợ xã Ngũ Phụng nha. Rồi, chúng ta đi vô. Đầu tiên là bán ba cái mặt hàng nhựa để cho chiếc xe chạy qua. Đây, dạng như đồ tập quá. Đó. Ở đây giọng miền Phan Thiết, Bình Thuận, giọng rất là dễ thương. Rồi, chúng ta cùng đi. Rồi, qua tiếp. Ở đây bán chổi. Chào cô. Bán tỏi. Tỏi này là tỏi của Bình Thuận hay Ninh Thuận con? Bình Thuận dạ. Xe ồn quá. Ở trên đảo mình có trồng gì không cô? Thấy có chuối không à? Chuối thôi à? Chuối bắp. Cái gì ạ? Mì. Mì hả? Khoai mì hả? À, khoai mì củ sắn. Chuối, mít, mì. Yeah. À, bỏ chọi. Rồi. Rồi, qua đây là tới ba mặt hàng bánh. Dạ, mua bánh, mua bánh, mua bánh. Có gì không? Rồi, so light. Rồi, nhìn qua đây.
Qua đây củ sắn. Rồi, nhìn hết đi. Củ sắn, dưa hấu. Rồi, xoài, cam, ớt. Củ cà rốt. Ồ, cà tím nhiều lắm. Cà chua, thơm, gừng, mướp. Đủ hết ha. Rồi, tắt luôn. Đây, nhìn những trái khóm đã chưa? Cái thơm đó. Rồi, tiếp tục đi các bạn. Chào em. Rồi, qua đây. Hành tím nè, đã chưa? À, mùi thơm quá trời thơm. Ý mình nói là mấy trái thơm đó nha. Đứng bên cạnh. Rồi, bí đỏ, bắp cải. Tất cả mặt hàng này mình nghĩ đều từ đất liền mang ra. Rồi, từ bên đó đi qua đây các bạn. Bên đây tập trung nhiều hơn nè. Đó, đằng kia đang làm củ kiệu. Đồ bán trứng. Bánh và trứng. Rồi, ở đây là bán nước. Bé dễ thương quá trời không? Mình có bán sữa đậu nành không cô? Có hả? Cho con ly một ly sữa đậu nành. Nóng nha. Dạ. Hên nóng hả? Dạ thôi cho đá cô. Nhiêu ly cô? 4.000 hả? Dạ. 4.000 đồng. Dạ. Rồi. Qua đây bạn nào mua trứng qua đây. Ờ có bán măng nữa nè. Dạ. Quá wow, cái măng này đã ghê à. Đem về nhà kho thịt ngon à. Măng này ở đâu cô hả? Đông Phan Thiết mang về. Dạ. Bán sao cô? 250.000 đồng ký. Dạ. À. Hải sản là ngoài kia đúng không ạ? Ở đây là rau củ quả. Dạ. Cô này có bán gì không biết nữa. Bánh canh nè. Dạ. Bánh canh, bánh canh. Dạ dạ đợi con cái nha, con đi qua đây cái nha. Dạ. Bánh canh bán sao chị ấy? Dạ. Bánh canh chả cá hả? À rồi, cho tô đi. Bánh canh chả cá đậu phú quý. Dạ. Rồi, làm một tô, làm một tô. Bánh canh cộng nhỏ. Ờ, có thêm bánh mì nữa. Đó. Rồi, một tô nhiêu à? Dạ tô 10.000. 10.000 hả? Dạ. Dạ. Qua wow, tô 10.000 hả? Tô 10.000. Bánh mì nhiêu? Thêm mẫu. Mì không 2.5. À, mì không 2.5. Dạ, thôi ăn tô với bánh canh thôi. Rồi, vô vô vô. À, tô bánh canh 10.000 của mình. Dắt miếng chanh vô. Không biết nó có ngọt không nữa. Đây tô bánh canh chả cá có giá 10.000 đồng thôi các bạn. Chợ đảo Phú Quý. Đó. Rồi ăn thôi. Bên kia có chén ớt nhìn đã chưa. Ai ăn cay đều thích. Cộng bánh canh nhỏ các bạn, dai dai. Chả cá thơm. Có thêm trứng cút nữa. Ớt rồi cay nha. À, tuy nhiên cái vị của bánh canh ở đây, cái nước lèo á, nó sẽ hơi ngọt một xíu. À, từ Phan Thiết qua tới đây cái phần ăn nó sẽ ngọt như vậy. Rồi. Đúng không chị ấy? Nhưng Phan Thiết ăn ngọt đúng không ạ? Ngọt hơn cả miền Tây nữa đó. Ở đây như thế nào anh? Ở đảo Phú Quý hả? Dạ. Người dân rất là thân thiện. Thích cái biển Bình Triệu Dương. Thích cái gần hang, sóng rất là to. À, rồi những điểm đó đáng nhớ đó. Buổi tối thì cũng có nhiều quán cà phê, quán nhậu cũng được. Anh Giang bây giờ mấy ngày rồi? Nghe được mấy ngày rồi? Đây là ngày thứ hai đó. Khi nào về hả? Ngày mai về. Hết rồi, cái đảo hết rồi. Định ra Hòn Chanh nhưng mà thấy sóng biển lớn quá. Ở đảo có tầm 2 ngày đẹp Phú Quý luôn á. Dạ, hết rồi. Hôm qua là đi gần như là đường sạch rồi đó. Dạ. Rồi, chào chị. Nãy giờ quay cái hình nó mờ quá.
À, chào chị. Dạ. Đó, dừng đạo các bạn thấy không? Rồi, đợi mình ăn nha, ăn xong rồi mình sẽ đi tiếp cái chợ xã Ngũ Phụng. Rồi, ăn xong rồi các bạn, đi một vòng nha. Qua đây, các loại rau, bầu bí, nhìn cái màu cũng đẹp quá chứ. Giờ lại hẹn cho cà phê đó, nó xưa bè đó. Dạ. Ở đây nữa nè các bạn. Đây có nhãn, có xoài, có thanh long, đủ. Tiếp tục đi. À, tiếng sắc đồ hay là chặt thịt đậu chị. Đây giới thiệu mở hàng đi, có lá giang kìa, nấu canh chua đi. Lá giang đâu có. Dạ, ủa à, lộn à, rau rau thơm tôi quên luôn rồi. Đó là diếp, diếp cá, diếp cá, diếp cá, diếp cá. Trời ơi, diếp cá. Lộn, tưởng lá giang chứ. Ở đây có cái loại rau này hơi lạ nè. Ủa cái gì sao rau thơm với cộng với gì đủ hết à? Rau trộn à. Đây các bạn, chính xác rau trộn các thứ lại. Wow, ớt nè, nhìn đã chưa? Đó. Ớt này là ở đây trồng đó hả? Mà cay lắm không? Cay không hay là cay hả? Bán sao? 20.000 đồng một lạng hả? Là 200.000 đồng một ký hả? Vậy hả? Rổ đây là bao nhiêu tiền? 70-80 ngàn á hả? Vậy cho cắn thử con trái nha. Ăn thử đi hả? Cay thấy mẹ không? Rất là cay và rất là thơm luôn các bạn. Cay và thơm lắm. Mà cái rổ này hơi nhiều à. À, ai mua 100 gram đi được không? Mua 100 gram thôi, mang về nặng quá, còn quý hành lý nữa. Dạ. Ơi, tiếp tục đi qua khu vực bán hải sản. Tiên gió. Rồi. Ở đây hải sản. Bán gì đây? Bán thịt, bán rau. Rồi đi xuống. Đây, xuống đây một số loại cá các bạn. Đó. Nha. Cá nhìn tươi không? Mặt. Đó. Wow, tới đây là ghẹ, ghẹ nó có màu đỏ. Nhỏ quá. Dạ. Loại cá. Đây, có cái con cá này lạ lắm nè. À. Bác ngồi dưới đất luôn à. Rồi, tiếp tục đi. Rồi, tôm. Qua giờ thấy tôm nhỏ vậy thôi. Rồi, qua lá me. Dạ, mua lá me nấu canh chua. Dạ, húng thừa luôn. Dạ. Dạ. Rồi. Chả cá luôn. Rau luôn. Qua đây cá ngừ lớn không? Rồi. Đây các bạn. Số loại cá khác nữa nè. Màu hồng hồng. Cá này là cá gì vậy chị ấy? Cá tràm hả? Dạ. Mà cái này chiên hay là à, chiên hoặc chả. Dạ. Cá tràm. Đấy. Đó.
Đây, chút xíu hoa cỏ vô, hoa cúc không? Rồi, tiếp tục đi. Rau củ quả. Có xe hoa dạ. Đưa đi Mỹ là ông nào ông thương hả? Là không có người bán ở xã này đúng không? Dạ. Rồi, chào chị. À, coi có cái mặt hàng nào lạ không? Cá. Đây. Chút xíu rau, chút xíu bầu bí. Wow, mấy quả bầu lớn chưa? Rồi. À. Lớn. Rồi. Và kế bên bán mực. Dạ. Đấy. Tiếp nữa qua đây. Qua đây là bán cá. Đây. Xin thưa các loại cá. Rồi, đủ. Và từ khu vực bán cá các bạn. Đó, đi chệch lại qua hướng này chúng ta đi ra nè. Ở đây cũng là rau củ quả luôn. Nghe cũng vui lắm. À. Chợ xã đảo này tính ra đỡ lớn hơn bên đảo Hòn Sơn Kiên Giang nha. Ừ. Trái bầu cắt ra rồi kìa. Cái giọng miền Trung không phải là giọng Phan Thiết Bình Thuận nghe vui á. Thân thiện. Chợ đảo Phú Quý. Người dân thân thiện. Dạ, đưa lên. Lên mạng hết. Dạ. Đây, con này có vui nè. À, đây, cái đó. À. Ô, cải dúng nữa. Rồi, tiếp tục đi. Dạ. Rồi, đi qua. À, bán bánh kìa. Dạ. Dạ. Quay lên nó đắt không á bà? Dạ, hy vọng nó đắt nha. HTV dạ 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 vui luôn cà đảo đi. Ủa cà đó đảo trồng hả bà? À, à đảo trồng cà pháo em quên cà tím chứ lộn. Mày vô mày vô mua vô 10.000 ký hả? Trời ơi. Cà tím 18. Cà tím 18 nè. Cái 10.000, 10 tên, 10.000, giống 10.000 mua đi. Vui quá. Bánh bánh này là bánh tổ ong hả ta? Bánh kẹp. Bánh kẹp nhiêu cái cô? 2.000. 2.000 cái hả? Có cái nào mới không? Hết đồ hết rồi hả? Chiều lại luôn. Chiều lại đổ hả? Là cái giờ bán từ sáng tới chiều đó. Chiều 1 giờ lại đây luôn. Dạ rồi, bán cho em cái đi. Em một cái hả? Dạ. 5 cái 10.000 đi. 5 cái 10.000 hả? Ừ, ăn không hết thôi lấy 2 cái thôi em gửi 5.000 nha. Đó. Quay cho quay lấy quay em bắt nhốt hết à. Nhốt hả? À? Nhốt công à. Quay mày lên rồi hình rồi quay họ bắt nhốt rồi xấu quá cái hình. À nói đẹp không à ai cũng vui hết. Rồi đi chào cô nha. Dạ. Đây. Các cô lớn tuổi đều vui hết. À nhìn đảo quá trời. Thiệt luôn á. Ngày mai cô mở tivi nha. Có quay biển rồi. Quay quay hết biển rồi. Dạ. Giống chạy điên. Dạ. Giống chạy điên. À chưa. Đây thấy cụ Kiều luôn. Đây ủa đây bán. À, bánh. Đấy. Rồi, chúng ta đi ra hướng này. Mình còn đang có một lạng đâu 100 gram ớt. Rồi, hết chưa? Đây, ghé qua ở đây trồng chuối, bán chuối. Mang rất nhiều. Nhìn chung là mặt hàng hải sản trên đảo này thấy không nhiều lắm. Ha, à, mình đi tìm ghẹ lớn cũng không thấy.
Rồi qua kia bán hoa bán chuối. Ô bán lê kim ma. Có lê kim ma nữa kìa. Lê kim ma. Quả trứng gà. Chuối này bán sao con? 20.000 một cái chuối đó. Còn cái chuối chuối sứ nhỏ nhỏ. Chuối này 30. 30.000 đồng á hả? Dạ. Tính ký hả? Chứ phải tính nải hả? Dạ. Chuối này trên đảo trồng hả con? Dạ. Ok, để chú mua cho con nải. 6 lạng. 6 lạng hả? Là 15.000 hả? Dạ. Hơn chứ. 16 đúng không? 18.000 hả? Rồi, mua cho con nải. Và tính là chuối này cũng có giá chứ. Có giá hơn cả đất liền luôn á. Trời ơi các bạn, ở đây mình tưởng là chuối ở đây trồng thôi, qua là bí ở đây trồng, và hoa ở đây là bé này bán nó là nhà hoa nhà trồng luôn. Wow, mà rất là tươi luôn nha. Đó, bạn thấy không, chứ không phải là từ đất liền mang ra đó. Đấy. Có điều một nải chuối khoảng độ 6 lạng 18.000 thì cũng có giá ha. Điều kiện trên đảo nó hơi khó. Đó, đủ màu. Đây ngay sau chỗ bán nè các bạn, đó, trồng chuối này nè. Nãy trên đường mà thấy mấy trái chuối chín. Định vơ tay hái rồi. Không thấy ai ăn hết, nó chín hết, chín rụng. Đủ. Đây, có một buồng chuối. Che lại rồi. Đây là tổng thể chợ xã Ngũ Phụng đảo Phú Quý các bạn nha. Đó, ở đây có một cái cây gọi là cây bông gòn, giờ nở hoa quá trời không. Quay gần các bạn ha, hơi ngược chiều sáng. Thấy không? Ok. Đây các bạn, mình đi ra đây nè, mới thấy cái cổng chợ nè. Đây là chợ xã Ngũ Phụng ha. Và đây là cây bông gòn. Bầu trời xanh ngắt luôn. Thấy cái cây bông gòn này mình lại nhớ về chuyến đi Campuchia ngày xưa. Từ cách đây hơn một năm thôi, mình đã quay khoảng độ hơn 30 video. Lúc đó thì mình đi về miền thảo nguyên Mondulkiri và bầu trời cực kỳ trong xanh với cái cây bông gòn này. Và mình đã quay khoảng độ hơn cả 100 video về miền Tây các bạn nha. Từ Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, An Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Cần Thơ. Rồi Kiên Giang rất là nhiều. Các bạn có thể đón nó xem lại. Rồi Đà Lạt, Nha Trang rất là nhiều. Chào em. Dạ. Hey, chợ xã Ngũ Phụng. Đó, có cái cổng. Sài Gòn rất nhiều video luôn. Sài Gòn trong khoảng độ vài trăm video. Bầu trời trong xanh. Từ chợ xã Ngũ Phụng các bạn đi bộ chút xíu ra tới nhà thờ Phú Quý ha, ngay chỗ khách sạn mình ở luôn. Và phải nói là xung quanh đường đi này nè trồng chuối rất là nhiều. Đó. Đủ các loại chuối. Wow. Gọi là bốn góc luôn, ngay ngã tư chỗ nào cũng thấy chuối hết. Chuối xanh. Thêm một buồng chuối khác nữa. Yên bình, Phú Quý. Và về gần tới khách sạn các bạn, ở đây thấy trồng rau muống rất nhiều nè. Nghe cái mùi thơm rau muống luôn. Và đằng kia là hoa mồng tơi. Dùm cận cảnh lại. Đó. Cứ hệ đất trống là trồng cây ha. Người Việt Nam được cái là siêng năng. Và đây là mặt sau của nhà thờ Phú Quý.
Rồi, bước vào khu vực nhà thờ, đi về khách sạn. Tiếng chim hót líu lo. Đạo Phú Quý thì được cái yên bình các bạn ơi. Mẹ Maria. Ở đây mình thấy ghi là nhà thờ Phú Quý, ngày khởi công 1 tháng 5 2012, ngày thánh hiến 1 tháng 5 2013 nha, do Đức Cha Giêsu Vũ Duy Thống, giám mục Phan Thiết chủ tế. Đây, mấy con chó nó ồn quá đi. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video, hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp nha.